Như em được biết là trong những năm gần đây thì đề thi tuyển sinh vào đại học cao đẳng môn vật lý vẫn thường có một câu hỏi về tính tần số của âm nhạc. Mới đây khi ban hành cái mẫu đề minh họa cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa vào đề thi một câu hỏi về chủ đề này. Nên nhiều em cảm thấy khó khăn. Nên mình nghĩ sao? Thứ nhất là cái phần kiến thức về âm học trong vật lý lớp 12 của chúng ta học một cách rất qua loa. Thứ hai là sự kết nối giữa kiến thức âm học và âm nhạc là không có. Và thứ ba, thậm chí nhiều em còn không có tí gì kiến thức về âm nhạc. Tức là có những em còn không nhớ nổi tên và thứ tự của nốt nhạc. Và do vậy buổi học hôm nay thì dành một tiết để hướng dẫn các em cái cách tính tần số của một nốt nhạc. Từ ngàn xưa chả biết từ bao giờ nữa, con người ta đã yêu ca hát. Và cho đến nay thì có khá nhiều cái hệ thống ghi tên nốt nhạc ra đời. Nhưng chúng ta tìm hiểu đến cái hệ thống và phổ biến nhất được đưa ra bởi linh mục Guido người Ý. Guido sinh sống vào khoảng thế kỷ thứ 11 sau Công nguyên. Ông ta mất năm 1070. Guido mới đưa ra hệ thống âm nhạc được đọc theo bảy cái tên là Ut, Re, Mi, Fa, Son, La, Si. Đây là các cái chữ đầu trong 7 câu của một bài thủ vị. 7 nốt nhạc này được ghi trên hệ thống gồm có 4 dòng nhạc. Nhưng về sau người ta nhận thấy có hai cái bất tiện. Thứ nhất là với những âm thấp thì bốn nốt nhạc là không đủ do phải sử dụng quá nhiều.